Dạ, con sang Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú anh chị bạn luôn. Cô chú quý, cô vàng. Cái gì vừa tầm trung nha. À, mới về nha cô chú mà. Mới mà. Thì cô chú anh chị xem nghĩ cái nào hay tiếp cho sĩ giúp kênh nha. Để quý nha. Đầy đủ thứ đế dán gọn gọn, vừa có gì vừa có. Rồi, vô clip mất thời gian quý cô chú mình chờ đợi nha. Rồi, chào anh sĩ ơi. Rồi, chào anh Linh ơi. Rồi, lời nói đầu tiên em cũng xin kính chào quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em có về được 14 phôi, 8 phôi tứ quý và 6 phôi mai vàng. Em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị gần xa nghe xem kênh bonsai và ủng hộ cho em. Số điện thoại em là 038 319 8616 cũng là số Zalo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, em cũng không làm mất thời giờ, em xin phép vô cây số 1 luôn. Vô cây số 1 luôn. Số 1 là phôi tứ quý nha cô chú anh chị. Coi như là tứ quý em lên trước từ 1 đến 8 là tứ quý rồi cô chú anh chị ơi. Từ 9 đến 14 là mai vàng. Thì cảnh đầy đủ lắc ha. Trực lắc, lắc. To bự, đi lắc con cây này có duyên lắm. Đẹp. Đế này cũng khá khá đều đều cơ màu này. Cũng đầy đủ. To lực. Đấy về theo quy tự nhiên cũng khá là đẹp. Tay cành to không? Đều trực lắc. Giót luôn, gốc này nở giót giót về dài anh em thấy chưa? Thôi để lần nữa ha. Bự bự bắp bắp. Đây cũng khá là đều, nó sát sát cũng không có trống như có lót đầy đủ luôn. Đây gọi cho lông số này. Này ghép là chiếc cành ok, lo chơi. Rồi em xích phép đo vị trí này nè coi, 36. Quạnh 36. Đường kính bầu được 42. Thoát thân tới cổ rễ là 24. Tổng chiều cao là 103. Gốc ngọn còn 13. Dạ, phôi số 1 này em cũng xin phép giao lưu cô chú anh chị mình là giá 3 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. 3 triệu rưỡi em bao ship toàn quốc hết cô chú anh chị ơi. Số điện thoại em là 038 319 8616 cũng là số Zalo của em luôn. 3 triệu rưỡi cây số 1. Dạ. Thôi chú ý, dạ gọi phép đỡ phôi. Xin phép đỡ phôi. Tiếp theo phôi số 2. Ông có đem qua trời đấy, lửa làm cũ. Ngay sổ sổ. Đều ghen luôn. Nở cũ bự. Cái này nở cũ dữ lắm. Vậy nó đều gần như dạ. Tứ diện không? Đều sát 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 không? Đều băng luôn. Đây là diệt tận đầy đủ luôn. Gióp diệt tận. Nó nâng cây nó giữ dặn vô chứ. Để đẹp á. Nó chạc chạc ra mà nó gom củ bự. Ngày nung thời gian sau mới gãy nên nó lên nó đều bự bự chà bá là củ bự luôn. Phôi số 2 này cũng phôi tứ quý nha cô chú anh chị. Chào mình cho lông số. Rồi, em xin phép đo vị trí này là 35. 35. Rồi, em xin đo cái cũ cho cô chú anh chị này tham khảo ha. Cũ đặc luôn. Nè, cái này là cái đem đôi cũ đặc nha cô chú anh chị. Cũ đặc là 51. 51 cái cũ đặc. Này cũng hơi xấu xấu nhẹ nhẹ. Đó, hay. Đường kính bầu là 40. Ê, bậy là ông thước. Đường kính bầu em nói là bực 46. Sổ nhẹ nhẹ em nói là được 21. Thốt thân tới đầu cổ rễ là 26. Tổng chiều cao là 78.
gốc ngọn 12. Rồi phôi số 2 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 3 triệu rưỡi luôn nha cô chú anh chị. 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi luôn, phôi số 2. Em cũng bao ship toàn quốc hết tất cả nha cô chú anh chị ơi. Dạ, em đã phôi luôn. Thuộc lên phôi số 3. Để qua trời thế luôn. Trời đây cái nó chảy ra. Điều ghen. Gom hình cổ bự luôn. Rồi số 3 là phôi tứ quý luôn rồi cô chú anh chị ơi. Phôi này này nó hơi quýp nha cô chú anh chị, này nó nguyên một cái khối đặc của nó luôn nha. Đặc sệt luôn. Dạ cái này là nó mà cái khối đặc luôn, quá trời luôn rồi. Đặc chân ấm luôn ha. Cái này ngày xưa người ta trồng trong cái thùng nước đá nha cô chú anh chị. Rất đẹp. Lên chi cành đầy đủ. Cái đế này nó chảy cái gì? Dạ, cái chảy đều băng hết luôn. Đây là nguyên, cái này là nguyên cái khối đặc của nó luôn nha cô chú anh chị, là coi như là nó đặc luôn hết tất cả luôn nha. Đây là cái khối đặc luôn nha, cho kêu bằng cái củ nhưng mà sự thật là này là cái khối luôn, nguyên một cái khối đặc lớn luôn. Kẹo. Đúng luôn. Xuống đó cái nó chảy vậy. Dạ. Đây nó chảy ra, khá là đều. Không chú quý quý. Cầm cho thông số. Tại cạnh chỉ cạnh mình giúp đầy đủ luôn. Rồi em phép đo cái vị trí này là 44 rồi cô chú anh chị. Cái chân vị trí này. Lên trên lên chút, một chút lên. Trên 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 tí gì. Rồi 2-3 vị trí luôn. Này là 42. Đó, quanh 42. Em đo ngay vị trí này là 42 cô chú anh chị. Em đo cái khối cụ đặc. Cái khối đặc này cho cô chú anh chị mình xem luôn. Cái khối đặc này là 62 cô chú anh chị. Khối đặc gì 62. Cái khối này là 62. Cái độ sâu của cái khối đặc luôn là 19 nha cô chú anh chị. Cái độ sâu của cái khối đặc này là 19. Dạ, 19. Cái đường kính bầu là 48. Tổng chiều cao là 63. Vớt ngọn còn 19. Quá trời cái đấy. Rồi giáp. Cây này quá dữ luôn. Phôi này phôi số 3 cũng phôi tứ quý à. Em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là 8 triệu 2 nha cô chú anh chị. 8 triệu 2. 8 triệu 2. Em cũng bao ship toàn quốc hết luôn. Cái khối đặc luôn. Này, nguyên một cái khối đặc. Để nó chạy, nó chạy. Để chạy đều băng tứ diện cô chú anh chị ơi. Để đọc phép nữa phôi. Tiếp theo phôi số 4. Đến thì rất khá là đều. Gom mình cái khối cũ luôn. Để rất là đều thôi, đều ghen. Mắp bắp luôn. Rồi, phôi số 4 này cũng tứ quý luôn cô chú anh chị ơi. Thì cảnh có đầy đủ. Chơi mấy cái gắn bye bye. Đổ đổ. Cái hơi lớn, cái quanh hơi bự, cái này quanh bự. Này có lót xuống đầy đủ không? Này để sổ thẳng, này để chạy chạy bự bự, gốc to. Nở cũ hơi bự bự. Cộng cho lót số. Gấp phần số luôn. Phổi túi hơi lớn lớn. Này đo chì heo cái xích lên chút xíu rồi đúng rồi, đo cho eo rồi hồi đo chạc nữa. Còn vị trí này đúng không? Đo vị trí này là 3 4 43.
vành 43. Vị trí này là 43. Này mà nó chạc xuống khoảng 4 mấy. 47 8. Nó chạc đây ha. Con này thì trời em đo chạc xuống chút xíu là 48 nha cô chú anh chị. Vành 43 chạc 48. Dạ. Yeah. Cũ. Cũ đây là 75. Cũ 75. Đường kính bầu là 44. Thoát thân là 35. Tổng chiều cao là 65. Gốc ngọn còn 22. Này nó lực nó sổ cũng vừa vừa có gần hai tấc ha. Quên đo độ sổ ha. Cái độ sổ em nó xuống đo được 24. Số dài 24. Quên đo cái độ sổ. Rồi giá. Rồi mã số 4 này cũng xin phép giao lưu cô chú anh chị mình là giá 6.500.000. 6.500.000 cái số qua túi. 6.500.000 em bao ship toàn quốc luôn. Số điện thoại em là 0383198616 cũng là số Zalo em luôn. Thì gọi phép mình đổi phone luôn. Cô chú anh chị nghĩ cái nào hay tiếp cho anh sĩ ha. Tôi quý tiếp theo. Để nó cũng sổ rồi. Cũng đặt luôn, điều luôn. Nở luôn. Chắc đặt thôi chứ. Cái form này cũng lùng lùng gọn gọn hết. Đầy đủ luôn. Để nhìn nó rất là đẹp, nó sổ. Số đặt, số dài. Phôi số 5 cũng là phôi tứ quý luôn. Cầm cho con số để hay chạc hay nở nữa. Rồi em đo cái vị trí này là 34. Vành 34. Em đo cái độ chặt nở cho cô chú anh chị mình xem ha. Cái độ chặt nở này là 44. Chặt nở 44. Cái độ sổ em nói là được là 20. Đường kính bầu là 42. Tổng chiều cao là 45. Ngọn còn lại là 25. Rồi phôi số 5 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.100.000. 2.1 à, em bao ship toàn quốc. Quân thư quý. Số điện thoại em là 0383198616 cũng là số Zalo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi. Đỡ phôi. Phép đỡ phôi luôn. Tiếp theo phôi số 6. Đế cũng khá đấy, đế nha. Cũng kính, đế kính bầu luôn. Khá đều quá thôi. Này có mặt hiệu cái này xíu nhưng mà không có gì. Sành, cứng ngắt. Nó có cái lỗi này là chủ nhà cắt hồi trước nha cô chú như anh chị, nhưng mà nó sành cứng luôn nha. Nè cô chú anh chị thấy cái da nó kéo nè. Kéo da luôn, có nghĩa là không một lỗ gì hết nha cô chú anh chị. Nó xấu cái là nó có cái mặt thẹo này thôi. Nó cũng đương kéo da. Chỉ cần đầy đủ. Để khá, cũng khá khá thôi chứ. Cũng đều đều. Nhìn không chấm. Cần đối đế nè. Hơi có eo một chút. Có cái eo một chút. Giờ mình cho thông số. Rồi, thông số luôn. Cho hai ba vị trí luôn ha. Dạ. Cho vị trí cái này đi. Và vị trí này là 41 nha cô chú anh chị. Rồi, tại trí này 41. Rồi nới xuống cái eo hót cái này cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn. Đây là 39. 39. Dạ. Thấy vậy chứ nó cũng không có bóp gì lắm nha cô chú anh chị. Trong cái máy thì mình thấy nó vậy nhưng ở ngoài coi cũng được, cũng điều cây. Đường kính bầu em nó là 40. Tổng chiều cao là 39. Ủa, thoát thân 39.
Trọng tổng chiều cao là 69. Ngọn này còn 19. Trời đâu chín dữ vậy? Thôi chú ý. Dạ. Phôi số 6 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị, mình là giá 3 triệu cô chú anh chị. 3 triệu phôi số 6, phôi tư quý. Số 6 3 triệu cũng tư quý. Rồi em xin phép đỡ thôi luôn. Rồi tiếp tục phôi số 7. Tư quý còn gọn. Nhỏ nhỏ nhưng cũng già cây. Đế cũng được gom gom đó. Đây là phôi số 7, cũng là phôi tứ quý luôn cô chú anh chị ơi. Cái này còn gọn, nhỏ nhỏ gì vừa tập chơi ghép được. Rồi cho lông số. Rồi lông số luôn. Vị trí này là 29 nha cô chú anh chị. 29. Đường kính bầu nó là 32. Thoát thân là 19. Tổng chiều cao 73. Gốc ngọn còn 12. Dạ phôi số 7 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị, mình là giá 1.500.000. 1.500.000. 1.500.000. Dạ em bao ship toàn quốc hết cô chú anh chị ơi. Anh chơi ghé tập chơi tại cây cũng rác được được. Bây giờ cái thu chuối. Rồi em xin phép đỡ phôi luôn. Cây gọn gọn. Nhưng cũng già cây ha, tầm nó có khoảng 5-6-7 năm cho lên rồi. Cái chục năm chừng mới được cây mới lớn. Tự nhiên trồng tự nhiên. Để này nó chảy gần đều quá chứ. Dạ phôi số 8 này cũng phôi tứ quý luôn nha cô chú anh chị. Chị canh. Không to to không hết. Dạ. Đầy đủ. Điều tứ diện. Kể cũng to to cũng đều đều. Phôi tứ quý. Dạ rồi cho thông số. Em xin đo vị trí này là 25 nha cô chú anh chị. Nhỏ nhưng cũng hoành cũng bự. Dạ, 25. Đường kính bầu là 33. Tốt thân là 36. Tổng chiều cao là 74. Rất ngọn còn tay cái em cô chú anh chị ơi. Dạ phôi số 8 này cũng là phôi tứ quý luôn. Em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị, mình là giá 1.200.000. 1.200.000 phôi số 8 phôi tứ quý. Dạ. Cô chú anh chị nghĩ là hãy qua số điện thoại của anh sĩ. Số điện thoại lên luôn. Số điện thoại của em là 038 319 8616, cũng là số Zalo luôn nha cô chú anh chị ơi. Dạ, phép rồi, em xin phép đỡ phôi luôn. Qua phôi số 9 này là hoa vàng. Hoa vàng. Cô chú nhìn xem, đế rất là đều. Mặt tay giống như thú. Chân đuôi đầy đủ. Dạ phôi số 9 là phôi mai vàng nha cô chú anh chị, từ 9 đến 14 là mai vàng. Cái này nó cũng giống giống như con thú nha cô chú anh chị ơi. Chân trước chân sau có hết. Lúc này nó là giống để hơi gốc hay nở nở. Đó, đều đều kín kín cái bầu luôn, to to. Vậy đem bự bự không, bắp bắp. Dạ gọi cho thông số. Chết màu trăm mấy rồi, cây bự dữ ta. Ngờ cây hoành bự dữ. À, em đo vị trí này là 30 cô chú anh chị. Dạ, hoành 30. Vị trí này là 30. Mà cái đuôi thú lai lai này kìa. Từ đây hết lên. Dạ. Cái mình này cái mình được 24. Đường kính bầu được 43. Tổng chiều cao nó được 45.
Dốt ngọn còn 22, nó cũng có cái độ sổ để em đo cái sổ nó cho cô chú anh chị mình xem. Cái độ sổ của nó cũng được 18 này cô chú anh chị. Chân nó bỏ xuống 18. Điểm nó to. Rồi, phôi số 9 này em cũng xin phép giao lưu cô chú anh chị mình là giá 2 triệu, mai vàng nha cô chú anh chị. 2 triệu. Để đấy cái đẹp. 2 triệu giá vừa cho cái số 9. Rồi, em đổi phôi. Đổi phôi luôn. Và cái số 10. Để nó chảy bà thì luôn, gốc này. Chà bá luôn nha cô chú. Gọn gọn lùng lùng để mình chơi. Này nở cũ dữ lắm cô chú anh chị ơi. Cũ chà bá luôn. Cũ chà bá luôn. Quanh cũng hình lớn lớn. Dạ. Yeah. Này nó chạc chạc. Phôi số 10 này cũng là phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Thế nó rất đều. Rồi, rất thương đối ha. Dạ. Yeah. Đại thước. Đang cho eo. Rồi, nó cái eo này là 33 nha cô chú anh chị. Mình 33. Đây là 33. Em đo nở chạc xuống. Hào hào. Hào hào chạc cái này bự dữ à. Gom thành cái chạc chạc cũ cũ luôn. Dạ. Yeah. Nó chạc cái gì là 47 nha cô chú anh chị. 47. 47. Cái đường kính bầu nó là 40. Cốt thân nó là được 27. Tổng chiều cao 50. Vót ngọn còn 21. Phôi số 10 này cũng phôi mai vàng, em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 1.800.000 nha cô chú anh chị. 1.800. Dạ, 1.8 em bao ship toàn quốc. Dạ, phép đổi phôi xuống cô chú anh chị. Tiếp theo phôi số 11. Phôi mì vàng. Để gãy. Chạy đều kính bầu chứ. Nó không có đều lắm xuống nhưng mà chạy thì rất là đều. Chà to mà. Cái này cũng nở cũ luôn á. Cũ hơi bự bự. Gốc nở. Phôi 11 này cũng phôi mai vàng luôn. Ủa, chỉ cành đây nó điều. Cành đóng tứ diện. Trần do, chơi cành vụ. Rất đẹp. Hoặc là chơi đường thông luôn cũng được. Rồi, em sẽ nói thông số luôn ha. Dạ. Này đo vị trí nào? Đây đo vị trí này chứ xa. Đó, đúng rồi. Em đo vị trí này là được 36 nè cô chú anh chị. Quanh vị trí này 36. Em đo chặt nở xuống dưới cho cô chú anh chị mình xem luôn. Chặt nở xuống đây là được 43 nha cô chú anh chị. Chặt nở 43. Dạ. Chặt nở là một cái cũ. Đường kính bầu được 39. Có thân 46. Tổng chiều cao 78. Rất ngọn còn 18. Và phôi số 11 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 2 triệu nha cô chú anh chị. 2 triệu phôi số 1 2 triệu vậy? Phôi số 11 cho phôi mai vàng. Số điện thoại em là 038 319 8616 là số Zalo em luôn. Số 11 phôi 11. Để ok. Đẹp, yêu. Giờ phép rồi. Rồi em xin phép. Đổi phôi. Cái này cũng nở. Nở góc luôn. Vậy cũng đều thôi. Chỉ cái này nó bị thẹo thôi. Chày nè. Để xử lý rồi nè. Để giúp anh sĩ nói ha. Chỉ cần cũng rồi, phôi số 12 này cũng là phôi mai vàng nha cô chú anh chị. Nhưng cái phôi này nó có cái lỗi nha, em cũng báo cho cô chú anh chị mình nha. Đây, nó có cái lỗi ở đây. Cái lỗi này là nó bị tuột cái da chỗ này nha cô chú anh chị. Nhưng mà cây vẫn tươi tốt đàng hoàng. Rồi, có cái lỗi này em
bán giá hữu nghị cho cô chú anh chị mình chơi. Cây nào có lỗi là em báo có lỗi. Dạ, cho làm xong. Để gom lại cũ đã. Dạ, em đo vị trí này là 26 nha cô chú anh chị. Quanh 26. Cây này nổi củ bự to. Rồi, cây cũ em đo dưới này là được 47 nha cô chú anh chị. Cũ cô đặt lắm. 47. Cái đường kính bầu em nói là được 37. Thốt thân được 29. Tổng chiều cao là 59. Gốc ngọn còn 16. Giờ thôi số 12 này em cũng xin phép giao lưu cô với cô chú anh chị mình là giá 1.400.000. 1.400.000. Yeah. Số 12. Giờ phép đổi phôi luôn. Tiếp theo phôi số 13. Phôi lùng lực luôn. Gồm cũ khúc luôn. Rất đẹp luôn. Đầy đủ luôn, sắc sắc luôn. Bắp bắp. Phôi 13 này cũng phôi mai vàng luôn. Cây này nó cũng bị một cái lỗi một chút nữa nha cô chú anh chị. Như là em mua cái cây này em cũng không có biết nó rồi. Khi cắt cây ra nó bị lỗi. Thành ra cây này giờ em bán lỗ lại cho cô chú anh chị mình luôn. Cây này rất là bự. Cây này rất bự. Em bán giá này là lỗ luôn. Lỗ cả tiền vốn lẫn tiền ship luôn. Tại lý do là cây mình cắt ra nó có cái lỗi đây em báo cho cô chú anh chị mình. Đây là nó có cái mặt lỗi đây nha cô chú anh chị. Hiện tại giờ ở đây là nó cũng, em thấy nó cũng cứng rồi ha. Nhưng mà theo em nghĩ chắc nó cũng còn xuống khoảng 1-2 gem nữa, 1-2 xăng nữa. Đó, thì em cũng báo gõ cho cô chú anh chị mình xem luôn. Ung lực khúc. Dạ. Tại vì cây này mua rồi, hồi lúc mua nó quá sung túc, quá tốt. Nhưng túi cùng cắt ra nó bị cái lỗi là từ hồi lúc trước là cái nhánh ở trên này người ta chặt. Chặt đi rồi chủ nhà chặt ta đâu có sức keo gì đâu, bắt đầu nó mới một phăng xuống ở trên nhánh trên nó xuống thành ra nó còn cái lỗi. Cái này bán lỗ luôn, lỗ vốn, lỗ ship, lỗ hết. Cái này đẹp á, cũng khá đẹp bán, đấy. Biết sao giờ giờ. Chậm cho đồng số. Xin phép thông số luôn. Eo. Đeo ngay cái eo nha cô chú anh chị. Vị trí này là 41 nha cô chú anh chị. Đo cái củ nở. Gốc nở chạc chạc nè. Cái này là 57 nha cô chú anh chị. Gốc nở chạc 57. Đường kính bầu em nói là 42. Tổng chiều cao nó là 29. Đo cái ngọn không? Cái ngọn này là nó 33, gần 34. Rồi phôi số 13 này em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 2 triệu rồi nghe cô chú anh chị. 2 triệu, đó giá. Dạ, em bao ship toàn quốc hết luôn. Tại cái lỗi này. Dạ, tại cái lỗi. Dạ, phép đã cây rất là lực, đế rất đều, bự mà có tới là bị cái lỗi bán lỗ luôn. Xeo phôi mini để đẹp ha, cây số 14. Gốc nở luôn đó. Nhỏ nhỏ, gọn gọn. Phôi 14 này là cũng phôi mai vàng cuối clip em luôn nha cô chú anh chị ơi. Cây này nuôi thời gian sau dạ. Nó xuống. Gọn gọn, chỉ cành đầy đủ. Đế gốc nở nở, để cũng khá đều. Dạ, cho đồng số này. Đo cái vị trí này. Đo vị trí này là được 23 nha cô chú anh chị. Quỳnh 23. 23. Cái đường kính bầu là được 35. Tốt thân là 33. Tổng chiều cao là 64.
Vớt ngọn còn bằng tay út em. Rồi phôi số 14 là phôi cuối clip luôn. Em cũng xin phép giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 800k. Dạ, 800k. Rồi em bao ship toàn quốc luôn. Cái số 14. Dạ. Vậy? 800k. Rồi. Cuối clip em cũng xin kính chào quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc xem kênh Bonsai Cần Thơ và ủng hộ cho em. Em cũng rất chân thành cảm ơn cô bác rất nhiều trong thời gian qua ủng hộ em. Dạ, em xin hết. Chào, chào anh sĩ luôn. Chào, chào cô chú anh chị bạn luôn. Thì cô chú anh chị nghĩ cái nào thì tiếp chỗ sĩ giúp kênh nha. Hồi tư quý với hồi mày vàng. Là vàng đế luôn. Rồi trân trọng kính chào quý cô chú anh chị mình ơi.